Ngọc hành trình với gia đình 40 người vui và chơi ở trên Đà Lạt. Đây là một cái quán có cái view cực chill ở trên hồ Tuyền Lâm, cứ đến chiều chiều là chúng ta có thể ngắm hoàng hôn. Sau khi gia đình đã tranh thủ đi chợ đêm Đà Lạt, vì cứ tới tối tối là Đà Lạt bắt đầu mưa. Mà mọi người lưu ý dắt gia đình tới đây chơi hay đi bạn bè người yêu á, mình đi vào lúc 4:30 5 giờ, mà khi hoàng hôn buông xuống á, mặt biển mặt hồ rất là đẹp. Gia đình của Miên đợt này đi hơi bị su, cảnh bờ hồ thơ mộng, thuyền chạy tới chạy lui rốt cuộc chẳng có ngắm được cái gì hết trơn, nó bị trời tới thui. Khác với những lần trước á, mình uống nước ngọt nhiều rồi, nay chuyển qua uống nước sâm cho nó thanh lọc cơ thể. Với một đêm mưa Đà Lạt lạnh buốt như vậy á, tôi nhớ nhất định không thể nào bỏ qua món chéo bò đông trùng hạ thảo. Không chỉ ăn vào mình làm ấm cơ thể mà cái vị nêm nếm ở đây rất là đỉnh. Thịt nướng ở đây á, thì có rất là nhiều loại, nếu mà mọi người không biết nên chọn loại nào để ăn thử thì cứ kêu giống như Miên nè, xếp thịt nướng 3 loại. Trong cái phần này á, ngoài thịt bò ra có cá tầm, khi mà mọi người nướng cái thịt nó thơm ha, mà cái cá tầm á, khi mình chấm vào sốt mà mình ăn nó vừa hòa quyện đậm đà, mà cái thịt cá nha nó sực nó tươi, mình không biết diễn tả sao luôn á, nhưng mà nó ngon á. Vì gia đình mình có bé nhỏ nên sẽ thay phiên nhau vừa trông vừa ăn, và gia đình của Miên đến đây ăn vì món lẩu này. Tuy là Miên đã ăn rất là nhiều loại lẩu rồi, nhưng mà lẩu atiso 2 ngăn là lần đầu. Một bên nó là nước trong ngọt thanh, một bên là nước lẩu cay nồng. Các món ăn kèm với lẩu cũng rất là đa dạng, sẽ tùy thuộc vào mọi người muốn ăn những gì. Có những loại bò khác nhau là thịt heo, cá viên và cá tầm. Để ăn lẩu được no hơn á, mọi người có thể kêu qua mì soba vàng hoặc là mì soba nâu. Ngoài quán có view chiêu chiêu trên mặt hồ Tuyền Lâm, rồi những món đặc sắc như mọi người thấy nãy giờ, còn có sashimi và sushi nữa. Và quán có tên là ẩm thực vườn thương nha mọi người. Đã ăn mình tranh thủ về thôi, tại Đà Lạt càng về đêm càng lạnh lơm.